một trong 28 hiện vật đánh cá vĩ đại của thần nông. Thời cổ đại, thần nông nếm thử đủ loại thảo mộc cho dân thường. Sản phẩm vô song thứ hai được tạo ra bằng cách tích lũy năng lượng của thuốc tiên trong hàng nghìn năm. Huyền thoại, không có con cá nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của nó. Để thử thách bản thân, giúp anh sang cá linh lấy thuốc. Anh họ tôi chất 30.000 kg cát khát máu. Ai biết được viên đá tâm linh được con cá mập này canh giữ? Hóa ra là con rồng huyền thoại. Đây có phải là thần nông nhi không? Chẳng trách tôi cảm nhận được mùi nó tỏa ra, phong phú hơn các món ăn nhẹ khác. Tai rồng là một hiện vật câu cá huyền thoại. Chiếc tai rồng này chắc vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, giai đoạn sơ cấp. Các hiện vật vẫn đang trong giai đoạn. Vâng, lý do tại sao hiện vật được gọi là hiện vật, đó là vì giới hạn trên của anh ấy sẽ tăng khi người nắm giữ cải thiện. Tôi hiểu rồi. Bạn đang nói chuyện với ai vậy? Tôi đang nói chuyện với cân câu của tôi. Anh ta cũng có thể là một hiện vật câu cá. Trong trường hợp đó, Yugi, bạn có thể là Đông Hoang Cân không? Này đến này, tôi chưa. Đông Hoang Man Đơn là hiện vật đầu tiên trong 8 hiện vật đánh cá vĩ đại. Tôi vẫn chỉ là nguyên mẫu của anh ấy. Theo hải quan, tôi vẫn đang trong giai đoạn bé nhỏ của anh ấy, đòi hỏi một số tăng trưởng. Chỉ khi đó người ta mới có thể thực sự biến thành Đông Hoang Cân sơ cấp, vì cổ vật sẽ trở nên mạnh hơn khi chủ nhân của nó mạnh hơn. Cách dễ nhất là để tôi cải thiện bản thân. Điều đó có nghĩa là cần câu này trong tay bạn, nó sẽ biến thành Đông Hoang Cân trong tương lai. Về lý thuyết thì đó là điều xảy ra. Giữ hai hiện vật câu cá. Đồng hồ của tôi thật tuyệt vời, hi hi. Rắc một ít nước. Bây giờ bạn có rảnh không? Có chuyện gì vậy Duẩn Hùng? Tôi đã bị lừa. Bạn có thể đến và giúp tôi được không? Ai dám lừa tôi, Dali? Anh Duẩn, anh ta phải được dạy một bài học. Được rồi, tôi sẽ gửi cho bạn vị trí. Đô Hoang Sông Bio. Cuối cùng bạn đã đến. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ngôi câu tổ tiên của gia đình đoàn tôi ở Đại Lý là độc nhất vô nhị trên thế giới. Ai biết được hôm nay, Chúa đã phải lòng ông chủ của hố đen tối này. Anh ấy không biết mình đã sử dụng phương pháp nào. Cả dưới đây không chịu ăn mồi. Sẵn sàng thừa nhận thất bại nếu hôm nay bạn không thể bắt được con cá này. Bạn phải cho tôi công thức bí mật để làm mồi. Chắc bạn đang chơi trò gì đó. Chính anh đã gục ngã ở hải khẩu. Bạn không thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác. Nếu bạn thực sự có khả năng, hãy đến và tát vào mặt tôi. Tôi giỏi nước. Trước tiên chúng ta hãy đi xuống và xem chuyện gì đang xảy ra. Anh em phải cẩn thận nhé. Yên tâm. Tên trùng đen tối này, anh ta thực sự đã khóa miệng con cá này bằng miệng rồng của mình. Thảo nào nó không cắn môi. Sếp, anh thật vô đạo đức. Ai đã khiến bạn tự tin như vậy ngay từ đầu? Không sao đâu Đoàn Hùng, tôi có mồi trước. Chỉ cần thử nó. Cứ làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nếu con cá này cắn một miếng, tôi sẽ thua. Ông chủ, tôi chưa bao giờ thấy ai kiêu ngạo như bạn. Tại sao? Bạn đã thấy nó ngày hôm nay. Chuyện gì đã xảy ra thế? Có rất nhiều vết phòng rộp dưới cột ngay sau khi tôi ném nó, cũng như đàn cá trong cả ao, giống như mọi người đang tụ tập ở đây. À, đây là loại mùi gì? Vừa ngửi thấy, tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn nổ tung. Bạn đang nói về loại công nghệ đen nào? Hamoum, nhưng điều tốt nhất bạn có thể làm là thu hút anh ấy đến đây. Tôi muốn anh ấy há miệng và mơ ước. Cái hố chết tiệt này, ông chủ mang cho tôi cái xe lông này. À hơ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Trời ơi, món này nhìn ngon quá. Cắn cái móc.